Sáng ngày 12 tháng 11, Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục xét xử vụ án giai đoạn 1 của tập đoàn Vạn Thịnh Phát, trong đó bà Trương Mỹ Lan đã nhấn mạnh khả năng khắc phục hậu quả bằng tài sản của mình. Tại tòa, bà Lan liệt kê hàng loạt tài sản và cam kết có thể dùng chúng để xử lý thiệt hại. Dự kiến sáng nay đại diện viện kiểm sát sẽ trình bày quan điểm và luận tội, nhưng do có một số chi tiết chưa rõ ràng, viện kiểm sát đã đề nghị quay lại phần xét hỏi. Cụ thể, viện kiểm sát đặt câu hỏi về phương án bồi thường của bà Lan và yêu cầu làm rõ thêm thông tin từ SCB và công ty Hồng Hà. Đáp lại, bà Lan cam kết sẽ chịu trách nhiệm và có thể dùng hàng ngàn tài sản của mình để khắc phục hậu quả. Đồng thời, bà xin được xem xét lại bản án sơ thẩm yêu cầu bồi thường 677.000 tỷ đồng. Bà cũng cho biết đang chuẩn bị thêm một số tài sản, bao gồm các tài sản đã bị kê biên, cùng chênh lệch định giá giữa công ty định giá Hoàng Quân và giá thị trường. Về khoản vốn 5.000 tỷ đồng, đại diện SCB cho biết sẽ trả lời bằng văn bản và khẳng định rằng chưa xác định được nguồn gốc chính xác của số tiền này do nó đến từ nhiều người. Đối với dự án 6A tại Bình Chánh, SCB đồng ý cho phép dùng tài sản của dự án để khắc phục thiệt hại cho ngân hàng. Và bà Lan yêu cầu SCB cung cấp thêm tài liệu về các khoản vay và cách tính lãi. Trước những tình tiết mới tại phiên tòa, đại diện viện kiểm sát đề nghị tạm ngưng phiên tòa để xem xét và đánh giá, dự kiến sẽ tiếp tục vào ngày 15 tháng 11. Một hành khách đã gây náo loạn khi cố gắng mở cửa thoát hiểm trên chuyến bay KE658 của hãng hàng không Korean Air từ Bangkok, Thái Lan đến Incheon, Hàn Quốc vào ngày 7 tháng 11. Theo báo cáo, sự việc xảy ra khoảng 1 giờ sau khi máy bay cất cánh. Người đàn ông trên được cho là đã ngồi vào ghế của phi hành đoàn. Khi một tiếp viên đến nhắc nhở và yêu cầu ông quay về chỗ ngồi, thì người này đã phản ứng bằng cách đòi mở cửa thoát hiểm. Đoạn phim ghi lại cho thấy các tiếp viên đã cố gắng khống chế, sau đó đưa người đàn ông đến một khu vực riêng để trấn an. Chiếc Airbus A330-300 chở 238 hành khách đã hạ cánh đúng giờ tại sân bay quốc tế Incheon. Người đàn ông này được bàn giao cho cảnh sát sân bay để điều tra. Trường hợp này khiến người ta nhớ tới vụ việc xảy ra vào ngày 26 tháng 5 năm 2023 khi một người đàn ông mở cửa thoát hiểm trên chuyến bay 020-560KS của hãng Asiana trong lúc máy bay đang hạ cánh. Lúc đó, máy bay vẫn còn cách mặt đất hơn 200 mét. Theo các chuyên gia, khi cửa thoát hiểm mở, gió thổi vào máy bay với tốc độ lên đến 277 km/h, gây nguy hiểm cho hành khách. Theo hãng tin Yonhap, vị khách này giải thích tại sở cảnh sát rằng anh cảm thấy không thoải mái và mở cửa thoát hiểm để xuống máy bay nhanh hơn. Anh cũng cho biết mình đang căng thẳng vì vừa mất việc. Ngày 12 tháng 11, Công an tỉnh Tiền Giang đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Quốc Thiện, 22 tuổi, ngụ xã An Thái Trung, huyện Cái Bè, để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thiện bị cáo buộc lừa chính dì ruột của mình, người đang sinh sống tại nước ngoài, chiếm đoạt hơn 4,5 tỷ đồng. Theo thông tin điều tra, do đang cần tiền trả nợ, nên vào tháng 11 năm 2023, Thiện liên lạc với dì của mình và giả mạo là cán bộ công tác tại Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Tiền Giang. Thiện yêu cầu dì chuyển tiền về giúp mình lo chuyển biên chế vào công an. Để tạo dựng lòng tin, Thiện thuê 3 tài khoản Zalo giả mạo các chỉ huy và lãnh đạo của công an tỉnh, rồi gửi các tài khoản này cho dì của mình để kết bạn và trò chuyện. Sau một thời gian làm quen, Thiện yêu cầu dì chuyển tiền để lo chuyển biên chế và dì quá tin tưởng, người dì đã nhiều lần gửi tiền cho Thiện. Không dừng lại ở đó, Thiện tiếp tục giả danh lãnh đạo công an để lừa dì mua 4 ô tô thanh lý giá rẻ, rồi lấy lý do đóng thuế, phí chuyển nhượng và các chi phí khác để tiếp tục yêu cầu dì chuyển thêm tiền. Để củng cố niềm tin, Thiện còn giả danh lãnh đạo công an viết giấy nợ và gửi hình chụp cho dì. Từ tháng 11 năm 2023 đến tháng 8 năm 2024, Thiện đã chiếm đoạt của dì mình tổng cộng hơn 4,5 tỷ đồng, dùng cho mục đích tiêu xài cá nhân. Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra và củng cố chứng cứ để xử lý Thiện theo quy định của pháp luật. Ngày 12 tháng 11, thông tin từ Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra đã tạm giữ thêm 2 người phụ nữ liên quan vụ mang trái phép 716 viên kim cương qua sân bay Tân Sơn Nhất. Theo đó, quá trình mở rộng điều tra vụ án vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới do bị can Bhaiya Fatih Salek Kumar Hajekbai, quốc tịch Ấn Độ, thực hiện, cơ quan điều tra mời làm việc đối với bà Nguyễn Thị Linh, 52 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre. Tuy nhiên, bà Linh không đến hợp tác với cơ quan điều tra mà bỏ đi khỏi nơi cư trú. Trong nỗ lực né tránh xử lý hình sự, bà Linh đã tìm đến bà Lý Thị Ngọc Nga, 47 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, để nhờ chạy án.
Nga sau đó đã nhờ em ruột Lý Thị Ngọc Bích liên hệ với các đối tượng xã hội để lo liệu cho bà Linh và bị can Bahia Fati. Cơ quan điều tra cho biết bà Bích đã gặp bà Linh, hứa sẽ liên hệ với cán bộ phụ trách vụ án để giúp bà Linh thoát án hoặc giảm nhẹ hình phạt. Bà Bích cũng hứa sẽ tìm luật sư đi cùng bà Linh trình diện cơ quan công an và yêu cầu bà Linh chuẩn bị tiền cho việc chạy án. Linh sau đó đã vay mượn 1,2 tỷ đồng từ người quen và giao cho Bích. Sau khi nhận tiền, Bích chỉ dùng 150 triệu đồng để thuê luật sư, số còn lại vẫn giữ tại nhà. Khi cơ quan điều tra khám xét, số tiền này đã bị thu giữ. Công an thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục điều tra mở rộng và truy xét các đối tượng liên quan đến tiêu thụ kim cương tại thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận. Trước đó, vào ngày 23 tháng 10, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và Công an quận Tân Bình đã phát hiện ông Bahia Fati mang 716 viên kim cương nhập cảnh từ Ấn Độ vào Việt Nam. Người đàn ông Ấn Độ này khai nhận nếu vận chuyển trót lọt, số kim cương sẽ được bán cho các đầu mối tại thành phố Hồ Chí Minh nhằm thu lợi bất chính. Ngày 12 tháng 11, thông tin từ Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, lực lượng đơn vị này vừa phát hiện, bắt giữ một thanh niên vận chuyển lượng pháo lớn dán nhãn hiệu nước ngoài. Theo đó, khoảng 22 giờ 30 phút tối ngày 11 tháng 11, tổ tuần tra kiểm soát của lực lượng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Hà Tĩnh, đang lúc tuần tra kiểm soát trên quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn huyện Can Lộc, phát hiện một thanh niên điều khiển xe máy nghi vấn vận chuyển pháo. Qua kiểm tra, công an xác định danh tính nam thanh niên này là Lê Khắc Chiến, 28 tuổi, ngụ xã Thạch Trì, huyện Thạch Hà, đang vận chuyển trên xe 72 hộp pháo hoa nhãn hiệu Thái Lan, mỗi hộp pháo có trọng lượng 1,7 kg và 3.000 quả pháo bi nhãn hiệu nước ngoài. Ngay sau đó, tổ tuần tra đã tiến hành lập biên bản, bàn giao người và tang vật cho công an huyện Can Lộc để điều tra, làm rõ theo quy định. Ngày 11 tháng 11, clip ngắn 8 giây ghi lại hình ảnh một cô gái đang tạo dáng, nhảy để quay phim, chụp hình trên nóc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Clip trên đăng tải bởi tài khoản tên Chăn Chu đang lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội, khiến nhiều người không khỏi ngán ngẩm, bức xúc. Nhiều người cho rằng đây là hành động thiếu ý thức và vô cùng nguy hiểm. Clip nhanh chóng được lan truyền và nhận được rất nhiều ý kiến thắc mắc, bức xúc, cũng như yêu cầu xử lý nghiêm các trường hợp này. Một đại diện Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam cho biết đã nắm được thông tin và đang cho xử lý nghiêm. Cũng theo thông tin từ bảo tàng, tất cả các lối lên không thuộc khu vực mở cửa trưng bày đã được chăng dây, đặt rào chắn và có biển thông báo không phận sự miễn vào. Không hiểu bằng cách nào mà một số người này có thể trèo tận lên đó mà quay phim, chụp ảnh được. Trước đó, ngày 10 tháng 11, tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, nhiều người lớn, trẻ em bất chấp biển báo đã trèo lên các hiện vật trưng bày như xe tăng, máy bay, các khẩu súng, pháo, ở cả bên ngoài lẫn bên trong bảo tàng để chụp ảnh. Vụ việc này sau khi được phản ánh cũng nhận được rất nhiều ý kiến trước ý thức của những người tham quan bảo tàng